Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 20 tháng 11, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo về khoảng cách phát thải hàng năm, trong đó cảnh báo rằng cam kết của các quốc gia về các giảm khí thải nhà kính đang khiến cho nhiệt độ của trái đất có nguy cơ tăng thêm khoảng 2,9 độ C trong thế kỷ này, vượt xa các giới hạn thèn chốt. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP cho biết thế giới vẫn tiếp tục thải lượng khí thải nhà kính kỷ lục vào khí quyển, với lượng khí thải tăng 1,2% từ năm 2021 đến năm 2022. Mức tăng này chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch và các quy trình công nghiệp. Inger Andersen cho rằng nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 chiếm tới khoảng 80% lượng khí thải toàn cầu là nhóm cần đi đầu trong việc cắt giảm cũng trong ngày 20 tháng 11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các cuộc thảo luận tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 tập trung vào các hành động tham vọng về khí hậu, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang chậm chân trong việc ngăn trái đất ấm lên. Các kế hoạch quốc gia cần phải có mục tiêu rõ ràng cho năm 2030 và 2035 có thể đáp ứng được mục tiêu về giới hạn mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C, bao trùm cho toàn bộ nền kinh tế và vạch ra lộ trình cho việc chấm dứt nhiên liệu hóa thạch. Trong tuyên bố, ông Guterres nhấn mạnh các xu hướng hiện nay đang khiến hành tinh đối mặt với mức tăng nhiệt độ lên tới 3 độ C.